quan tâm đến những sản phẩm tiêu dùng tốt nhất. Bạn muốn lựa chọn thực phẩm sạch và an toàn. Những biến động thị trường. Những chiến lược kinh doanh đột phá. Hay những kinh nghiệm thương trường táo bạo. Tất cả sẽ có trong Chuyện thị trường trên sóng phát thanh FM 89,4 MHz. Chuyện thị trường. Chào quý vị, khán thính giả đã quay trở lại với Chuyện thị trường. Khách mời của chương trình là anh Vũ Huy Bách, nhà phân phối, giám đốc 3 sao công ty Care for Việt Nam, đã có mặt tại phòng thu của FM 89,4 MHz rồi. Trước hết thì mời anh Bách chào thính giả và giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé. Xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình trên tần số 89,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước. Thì cho phép Bách xin được tự giới thiệu về mình. Thì Bách tên đầy đủ là Vũ Huy Bách. Bách sinh năm 1982 và đến từ quê hương Ninh Bình. Tuy nhiên hiện nay thì Bách đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai. Thì trước đây thì bản thân Bách là một giáo viên với cái chuyên ngành dạy về hóa học cấp trung học cơ sở. Thì trong thời gian công tác cũng tính được 19 năm, sau đó Bách chuyển sang lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe chủ động với công ty Care for Việt Nam và chuyên về các dòng sản phẩm có chứa thành phần từ sữa non kháng thể của bò. Yeah, cảm ơn anh. Nhưng mà một cái thông tin mà Thủy bất ngờ là trước đây anh đã là giáo viên chuyên ngành hóa học. Thế thì quay giống như là mình chuyển sang cái lĩnh vực là sức khỏe dinh dưỡng, chắc là Thủy nghĩ là nó cũng có cái sự liên quan và cũng mang lại cái lợi thế cho anh chứ ạ? Dạ vâng, thì đúng là như trước đây thì Bách luôn đặt một cái câu hỏi đó là vậy thì cái lĩnh vực ngành nghề của mình ấy có thể giúp được gì cho cuộc sống, cho xã hội của chúng ta được nhiều nhất. Thì trước đây thì với cái cương vị là một cái người giáo viên thì đi chia sẻ hỗ trợ với học sinh thì Bách rất là muốn một điều, đó là làm thế nào để những cái kiến thức mà các em học ấy, là phải áp dụng được vào trong cuộc sống. Thì Bách cũng đã có nhiều những cái công trình và những cái đề tài nghiên cứu liên quan đến về các nông nghiệp, về rau sạch vân vân. Thì Bách thấy là khi chuyển sang lĩnh vực sức khỏe này thì nó có rất là nhiều yếu tố, bởi vì khi mình hiểu được về nguyên lý, trước đây mình học về nguyên tử phân tử hay liên quan đến năng lượng hay là các hạt vi mô, hóa ra cuối cùng nó tất cả đều liên quan đến chất. Và sức khỏe của chúng ta thì nền tảng là chúng ta cần phải có những chất dinh dưỡng thực sự tốt và cần cung cấp cân bằng đủ thì chúng ta sẽ có được một sức khỏe thật sự là tuyệt vời. Nghe chia sẻ anh là một giáo viên hóa học nên tôi rất là phải là rất là có cái cảm tình, tự nhiên cái như anh giới thiệu anh là giáo viên hóa học, cái tự nhiên tôi ghét anh ghê. Bởi vì anh ngày xưa anh duy học hóa dở. những cái công thức về hóa học á, Fe là ô là trời, trời ơi, mình rồi bắt đầu cái bản công thức hóa học á làm mình rối tung rối hảo lên, nhưng mà sau này mới biết là cái bản công thức đó rất là giúp cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống này. Cơ thể của chúng ta cũng đòi hỏi, cũng phải cần thiết, phải cần có sắt, có đồng, có nhôm, có tất cả cơ thể của chúng ta, chứ không phải là đơn giản là như vậy. Nhưng mà nói về sữa non thưa anh, nãy tôi nói ghét anh là bởi vì tôi nói là ghét, trong một kép cái lý do của anh có sự liên quan ghê luôn anh gì. Mình nói là sữa non thưa anh, họ hiểu thế nào là sữa non ạ? Dạ vâng, thì đúng rồi, thì cũng có rất là nhiều những cái khách hàng ấy thì bắt đầu hỏi Bách, ủa khi về kinh doanh sữa non, thì cái câu trả lời lớn nhất mà Bách thấy đó là sữa non là gì? Thì sữa non thì theo cái quan niệm khoa học, hoặc chúng ta hãy hiểu thực sự đơn giản như thế này nhá. Và hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh để cái lĩnh vực hóa học ấy anh sẽ không còn ghét em nữa. Được không ạ? Vâng, sữa non thì người ta định nghĩa đó là cái dòng sữa đầu đặc biệt của các động vật có vú sau khi sinh. Và nó sẽ được tiết ra qua cái tuyến vú của người mẹ trong vòng từ 24 đến 48 giờ đầu. Và nó có thể tồn tại trong cơ thể của người mẹ trong vòng khoảng 72 giờ. Nghĩa là những cái sữa mà trong ngày 1, ngày 2, ngày 3 sau sinh thì có hàm lượng sữa non. Thì đó là trước tiên chúng ta biết sữa non. Thì trong cái sữa non ấy, tại sao người ta sữa non thì nó có khác gì so với sữa của những ngày khác? Thì trong sữa non thì nó có chứa hai cái nhóm yếu tố chất đặc biệt mà trong các sản phẩm sữa thông thường là không có. Đúng rồi. Thứ nhất đó là người ta gọi là chứa cái nhóm yếu tố về miễn dịch, tức là nó chứa liên quan đến các hàng kháng thể, ví dụ như immunoglobulin. Và yếu tố số 2 cũng rất là quan trọng, nó chứa những cái nhóm hormone tăng trưởng. Giống như cơ thể của chúng ta muốn phát triển mà chúng ta không có những cái yếu tố tăng trưởng thì tức là chúng ta đang bị não hóa đấy. Mà chắc chắn cuộc sống không ai mong muốn mình bị não hóa đâu ạ. Rõ ràng là với những cái yếu tố như vậy thì chắc chắn vì sao mà các chuyên gia đã gọi sữa non là vàng lỏng. Và rõ ràng thì chúng ta đang nói đến sữa non, các bà mẹ cũng đều biết đến là công dụng kỳ diệu của sữa non đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên thì lượng sữa non ít ỏi từ các bà mẹ chỉ đủ cho các bé trong vài ngày chào đời mà thôi. Và đó là lý do mà sữa non công thức
từ sữa bò ra đời, và chúng không cũng chỉ là hội tụ dưỡng chất cho trẻ thôi đâu mà còn đảm bảo mang lại nguồn dinh dưỡng kháng thể cho người lớn nữa. Thưa anh, là một người đã làm có cái công tác nhiều năm trong ngành dinh dưỡng, thì có cái sự khác biệt nào giữa sữa non của người và sữa non được điều chế từ sữa non của bò không ạ? Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Thì cũng chia sẻ với toàn thể quý khán giả như thế này. Trước tiên trong vòng sữa non ấy, thì thực ra thì cũng đã được loài người của chúng ta sử dụng từ rất là nhiều năm. Và các nhà khoa học ấy, thì người ta cũng nghiên cứu và người ta thấy rằng như thế này. Ví dụ như sữa non được khẳng định là rất là tốt rồi. Bây giờ có cái giải pháp giống như mình lấy sữa non từ người để mình tạo ra những cái hộp sản phẩm để mình có thể kinh doanh trên thị trường được không? Thì các nhà nghiên cứu thì người ta thấy rằng thứ nhất, cái điều lấy sữa non từ người để kinh doanh không khả thi. Bởi vì thứ nhất là về cái số lượng là không có đủ. Với thứ hai là thường tất cả các người mẹ đôi khi chỉ cần chăm một cái người con của mình thôi, cũng rất là ít người có dư cái lượng sữa non. Đúng rồi. Và đặc biệt có nhiều bà mẹ cũng đôi khi cũng không tận dụng được cái nguồn sữa non quý giá trong mấy ngày đầu nữa. Dạ, đúng rồi. Đó, vậy nên người ta đã nghiên cứu, người ta thấy rằng người ta đã nghiên cứu từ các dòng sữa nào là của dê này, của cừu này, của ngựa này, của bò này. Và người ta thấy có một cái phát hiện, cái này là khoa học người ta đã chứng minh, nó là cái sự tương đồng ấy, bởi vì giống như khi chúng ta sử dụng một cái loại thực phẩm hay một cái dòng sản phẩm nó cần phải tương đồng với cơ thể con người để chúng ta có thể hấp thụ được nó. Thì người ta thấy rằng sữa non của bò là tương đồng với sữa non của người nhất. Và đặc biệt có một yếu tố bí mật, đó là sữa non của bò nó giàu yếu tố kháng thể và miễn dịch hơn khoảng gấp 50 lần so với sữa non của người. Đó, đây là một cái thông tin đặc biệt. Vậy nên chính thức nếu như những chú bò ấy, mà chú không được bú sữa non của con bò mẹ thì hầu như khoảng 95% những con bò con đó sẽ chết. Đó, nên sữa non đối với con bò cực kỳ quan trọng như vậy. Và chỉ vài câu chia sẻ thôi thì nãy giờ quý vị cũng có thể hình dung được cái tầm quan trọng và cái giá trị dinh dưỡng của sữa non mang lại cho chúng ta. Thì giá trị như vậy nhưng không phải ai cũng biết và cập nhật dinh dưỡng từ nguồn sữa non. Chúng tôi cũng đã thực hiện một cuộc khảo sát về thói quen bổ sung dinh dưỡng từ sữa của người tiêu dùng. Thì mời quý vị hãy cùng theo dõi qua một clip sau. Nhà tôi có 4 bạn, thì tôi hay cho các bạn ấy vận động này, rồi thì vắt nước cam cho các bạn uống và bổ sung những cái thực phẩm chức năng liên quan đến việc tăng đề kháng. Bổ sung ăn uống, ăn nhiều hoa quả. Khi mà ốm thì là mới bắt đầu bổ sung, hoặc là thỉnh thoảng bổ sung định kỳ theo thời điểm. Tôi cũng thường xuyên bổ sung thêm các cái vitamin này, rồi dùng thêm sữa này để cho nó tăng cái sức đề kháng. Bổ sung sữa thì là đa phần là cho người già và trẻ nhỏ ấy. Thanh niên thì bản thân tôi cũng chưa có nhiều cái ưu tiên cho cái việc lựa chọn sữa. Tôi cũng có nghe người ta nói nhiều về sữa non. Tôi cũng có đã từng sử dụng các dòng sản phẩm sữa non cho các con nhỏ của mình rồi. Thực ra là tôi cũng chưa dùng bao giờ. Với người lớn thì chúng tôi cũng chưa bao giờ sử dụng. Anh Duy thì sao? Thật sự thì anh cũng chưa từng sử dụng. Nhưng mà gần đây thì anh đã, khi bắt đầu anh biết đến cái sữa non này, anh đã thử. Cùng thú thật với tất cả quý vị là cái đây khoảng trước gần một tháng thì Duy có bị cảm. Và khi mà biết đến rằng là để làm sao để mà mình có một sức đề kháng nó tốt hơn, thì tôi đã được anh Bách anh giới thiệu và tôi đã thử sử dụng cái sản phẩm này. Thưa quý vị, có lẽ là tôi nói về tôi nó sẽ không có đúng, là bởi vì trong suốt thời gian vừa qua quý vị thấy là hơn nửa tháng tôi bị cảm rất nặng, nhưng mà đến hôm nay tôi đã có thể ngồi đây để được trò chuyện với tất cả quý vị, đó là được minh chứng rõ nét nhé. Và anh Duy thấy không, có nghĩa là khi mà chúng ta bị tấn công bởi thời tiết như vậy mới cảm thấy là những cái giá trị dinh dưỡng từ cái việc bảo vệ sức khỏe đó, cái việc bổ sung từ các nguồn bên ngoài nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà tôi đã cảm thấy rằng tôi đã sai khi mà cái gì biết không, đáng lý ra tôi phải bổ sung thường xuyên thì tôi sẽ được đề kháng cao hơn là tôi bị tương rồi tôi mới sử dụng. Thưa anh, như vậy thì cái này là chúng ta nên bổ sung thường xuyên nó sẽ tốt hơn là khi chúng ta bị nhiễm bệnh rồi chúng ta mới để mới nghĩ tới nó. Dạ vâng, thì cảm ơn anh Duy. Thì cái câu hỏi này thực ra thì mới nhớ đến Bác Hồ của chúng ta trước đây, đặc biệt là trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy á. Thì giống như theo anh thì anh thấy là cái việc chữa cháy của mình nó sẽ tốt hơn hay là do cái việc phòng cháy nó sẽ tốt hơn? Thì sức khỏe của chúng ta cũng vậy thôi. Đôi khi chúng ta tưởng rằng khi chúng ta đang khỏe, nhưng mà thực ra theo cái báo cáo nghiên cứu ở bên cơ sở của Bộ Y tế và đặc biệt là cơ quan của bên chuyên ngành y tế, thì người ta thấy rằng hiện nay theo đánh giá chung ấy, thì cái người mà có sức khỏe tốt ấy, ở đâu đó nó chỉ chiếm khoảng 5% thôi. Mà thường nó dành cho những cái vận động viên chuyên nghiệp, tức là có những cái chuyên gia dinh dưỡng để ăn uống và luyện tập theo những cái chế độ chuyên. Còn tính ra khoảng 80% dân số của chúng ta đang có sức khỏe thứ cấp, tức là chúng ta đang có tiềm ẩn bị thiếu chất này, chúng ta đang bị gặp những cái vấn đề về sức khỏe, và khi cái điều kiện nó tích lũy hoặc là gặp những cái tác nhân mà cơ thể của chúng ta không kháng cự lại là chúng ta sẽ bị bệnh đó.
Vâng. Nên tôi là một trong những trường hợp là bị như vậy. Mình tưởng mình khỏe nhưng mà thực ra mình đang bị nó bị đang tấn công, mình không biết đến khi mà mình cái sức đề kháng mình không chịu nổi nữa, mình bị gục ngã. Vậy là và những cái chia sẻ từ anh Bách như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là thật ra thì bổ sung dinh dưỡng nó quan trọng như thế nào luôn. Và những cái chia sẻ của anh á, mình cảm thấy là rất là thuyết phục luôn. Tại sao chúng ta là phải bổ sung hàng ngày và bổ sung như thế nào, chứ không có đợi đến lúc mà bị cảm hay là bị những cái sự tấn công thời tiết rồi mới ấy. Thì hôm nay á là anh hãy giới thiệu cho chúng tôi một cái sản phẩm. Anh đã giới thiệu cho chúng tôi cái sản phẩm là Color ET Gold để làm một cái sản phẩm sữa non bổ sung cho sức khỏe. Thì thưa anh là độ tuổi nào thì phù hợp để mình sử dụng ạ? Dạ vâng. Xin cảm ơn MC Thủy và cũng nhân tiện chia sẻ với toàn thể quý anh chị để trả lời câu hỏi của MC mà. Vậy thì độ tuổi nào chúng ta nên sử dụng? Vậy thì việc đầu tiên thì chúng ta biết là những cái sản phẩm này nó có cái giá trị, những cái chất gì. Và con người của chúng ta giống như là có ai mong muốn mình khỏe hơn hay không? Chắc chắn là một điều là thứ nhất ai cũng cần. Đầu tiên là trẻ nhỏ thì chắc chắn là rất là cần những cái yếu tố. Sau này một trong những cái thành tố quan trọng nhất của sức khỏe người ta gọi là hệ miễn dịch. Trong hệ miễn dịch thì nó chia ra hai cái loại miễn dịch, đó là miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thích ứng. Nên tại sao đôi khi những cái bạn nhỏ nếu mà được kế thừa từ mẹ những cái loại miễn dịch bẩm sinh tốt thì cái sức đề kháng nó sẽ tốt. Tuy nhiên cũng có những bạn giống như khi mình tiếp xúc với môi trường ấy, thường xuyên tiếp xúc với tự nhiên rồi mình hoạt động cùng với tự nhiên thì cái sức đề kháng cũng sẽ tốt hơn so với những bạn mà thường xuyên ở trong những cái môi trường giống như là lồng kính như chẳng hạn. Đó, giống như tương tự người ta gọi là những con gà công nghiệp so với con gà ở vườn nó sẽ khác nhau. Vậy thì về cái sản phẩm này, thứ nhất là ở trong sản phẩm sữa non này thì nó có chứa cái hàm lượng được đang đánh giá là vượt trội bậc nhất ở trên thị trường hiện nay, người ta gọi là về kháng thể. Nên người ta gọi là sữa non kháng thể, cái từ colostrum là sữa non. IgG nó là một dòng kháng thể và cái gold ở đây là vàng, nên hàm nghĩ của colostrum IgG nó là kháng thể vàng. Đấy, thành tố thứ nhất. Cái thành tố thứ hai cũng rất là quan trọng nữa, đó là liên quan đến canxi. Bởi vì trong sữa thì cái hàm lượng canxi thường rất là cao, và đặc biệt sữa này thì cũng đã được tính toán để thiết kế theo cái khuyến nghị của Bộ Y tế, một người trưởng thành một ngày cần khoảng 1.000mg canxi. Và sản phẩm này với một khẩu phần hàng ngày có thể đáp ứng được 1.047mg canxi, tức là có thể đảm bảo đủ nhu cầu cơ bản. Giả sử nếu như chúng ta quên, chúng ta ăn uống mà bổ sung theo pháp phong đường không đủ. Rồi cái yếu tố số 3 nữa, thực ra thì hầu hết mọi vấn đề sức khỏe nó do từ miệng mà ra, do thói quen ăn uống liên quan kiểm soát dinh dưỡng. Vậy nên sản phẩm này cũng đã được bổ sung về một cái thành phần cực kỳ tốt liên quan đến vấn đề về tiêu hóa, đó là lợi khuẩn tiêu hóa. Với một khẩu phần là tới 8 tỷ lợi khuẩn tiêu hóa, và hiện nay thì cũng thấy nếu so sánh với các sản phẩm phân khúc trên thị trường cũng là một trong những sản phẩm số 1 liên quan hệ tiêu hóa. Khi chúng ta có hệ tiêu hóa khỏe mạnh thì chúng ta sẽ hấp thu dinh dưỡng tốt từ thức uống của chúng ta sử dụng hàng ngày. Và thêm một cái chỉ số nữa, sản phẩm này thì tổng cộng thì cũng có 20 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Cũng giống như mắt mình muốn sáng hơn thì mình cần bổ sung vitamin A, da mình muốn đẹp hơn thì hoặc là cơ thể mình hấp thu tốt hơn thì chúng ta cần bổ sung D3, rồi các vitamin C tăng cường sức đề kháng, vân vân. Và hiện nay thì cũng theo nghiên cứu nữa, đó là có khoảng 7% dân số Việt Nam là chúng ta đang bị rối loạn chuyển hóa đường huyết liên quan đến insulin. Nên sản phẩm này có chỉ số GI mà có bằng 30 thôi, tức là những người tiểu đường, những người ta sẽ sử dụng những sản phẩm có chỉ số GI nhỏ hơn 50 năm. Và sản phẩm này phù hợp cho người tiểu đường. Tức là phù hợp luôn cho cả người tiểu đường. Thưa anh, tôi muốn chính anh phải nói ra rằng là đây là một loại thực phẩm không thay thế cho sữa mẹ. Chắc chắn là điều đó đúng không thưa anh? Dạ vâng, chính xác ạ. Thì có rất nhiều công dụng và tác dụng giống như là chúng tôi vừa chia sẻ với tất cả quý vị, như khuyên cáo với tất cả quý vị là sữa mẹ vẫn là nguồn sữa tốt nhất. Cho nên là đó là lý do thầy mới hỏi là mình sẽ phù hợp với độ tuổi nào, từ độ tuổi nào mình sẽ bổ sung. Dạ vâng, đúng rồi. Vậy thì theo phân khúc của sản phẩm luôn, tức là bây giờ hầu hết như chúng ta thấy là những cái thành phần cơ bản đó thì ai cũng cần. Nhưng trẻ em ví dụ như khuyến khích dưới 3 tuổi, chúng ta nên cho các bé được rèn luyện tiếp xúc với môi trường nhiều hơn để chúng ta hình thành cái kháng thể tự nhiên. Tuy nhiên đối với những em bị thiếu canxi và còi xương hoặc là hệ miễn dịch yếu thì chúng ta nên bổ sung với cái hàm lượng vừa phải. Thế còn từ 3 tuổi trở lên thì lúc này nếu như chúng ta có cái điều kiện hoặc là chúng ta đã am hiểu về sức khỏe thì chúng ta nên bổ sung, nên phân khúc khách hàng của bên sản phẩm này là dành cho những người từ 3 tuổi đến khi không còn tuổi nào nữa. Nhưng mà thưa anh, là anh như anh chia sẻ là Thủy thấy là cái sản phẩm này có rất là nhiều giá trị dinh dưỡng, từ kháng thể đến canxi, lợi khuẩn tiêu hóa, rồi các vitamin thiết yếu nữa. Nhưng mà như người bình thường chúng ta là mình cũng đã bổ sung dinh dưỡng qua bữa ăn hàng ngày rồi, thì liệu là cái sản phẩm này nữa là nó có dư không anh, hay là mình hay là dạ vâng, một câu hỏi rất là tuyệt vời đấy. Thì thực ra khi Bách đi chia sẻ với khách hàng thì Bách không bao giờ bảo quý anh chị vẫn có thể khỏe mà không cần dùng đến bất kỳ một sản phẩm bổ sung nào khác, không cần dùng đến sản phẩm chức năng nào khác hoàn toàn.
hôm nay bác chia sẻ cho hai anh chị luôn ba bí kíp mà bác cũng đang đi chia sẻ cho khách hàng nói chung. Thì chỉ cần đảm bảo ba yếu tố này là chúng ta chắc chắn khỏe 100%. Rồi yếu tố thứ nhất đó là chúng ta cần phải có cái tinh thần thực sự thoải mái. Yeah. Bởi vì cái giá trị tinh thần nó rất là lớn, nó sẽ liên quan đến cái quá trình chuyển hóa năng lượng, liên quan đến quá trình lưu thông khí huyết. Nên nếu như chúng ta mà cái cảm xúc lúc nào cũng hạnh phúc, tức là tinh thần thoải mái, nó là yếu tố quan trọng bậc nhất của sức khỏe. Rồi cái từ khóa số 2, nó cũng là yếu tố số 2 quan trọng, đó là dinh dưỡng cân bằng. Yeah. Thực ra thì các chất dinh dưỡng nó có ở trong rất là nhiều những cái đồ ăn thức uống mà. Nên nếu chúng ta bổ sung cân bằng, ví dụ như chúng ta để bổ sung đa dạng vitamin khoáng chất, thì ở đâu đó chúng ta cần sử dụng khoảng ngũ sắc đi chẳng hạn, năm màu sắc trong các loại rau, trong bữa ăn của chúng ta mình phải có đầy đủ màu sắc. Mà đôi khi trong bữa ăn cũng không đủ năm màu đâu như anh Duy, thì thấy là bữa ăn của thầy có hai màu đấy. Vậy nên thêm một yếu tố số 3 nữa, đó là làm sao đó chúng ta cần vận động hợp lý. Bởi vì những người nếu như luyện tập thể dục thể thao tốt đấy, thì sức khỏe của người ta bổ sung dinh dưỡng cân bằng nữa, thì chỉ cần đảm bảo ba yếu tố đó, giống như anh Duy hoặc chị Thủy, nếu đảm bảo ba yếu tố đấy rồi thì anh chị không cần phải sử dụng thêm tinh thần, dưỡng chất và thể chất. Dạ đúng, cân bằng và dưỡng chất đó. Nhưng mà như vậy thì Thủy Vân chưa nhận được câu trả lời, nghĩa là mình ăn uống hàng ngày như vậy là mình vẫn bổ sung cái này thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe hay sao anh? À chắc chắn rồi chị, bởi vì theo nghiên cứu thứ nhất nha, đó là trong các sản phẩm thực phẩm ấy nó có chất dinh dưỡng nhưng cơ thể mình rất khó để hấp thu trực tiếp đủ, đặc biệt giống như canxi đi, anh có thể ăn tôm, ăn cua, ăn ghẹ rất nhiều canxi nhưng cái hàm lượng canxi hấp thu ở trong cơ thể nó không đủ theo cái quy chuẩn của con người. Hẹn nào mà Thủy ăn nhiều tôm cá lắm nhưng mà vẫn thiếu canxi đó anh. 95% dân số thiếu canxi. Có lẽ là như vậy cũng là một cái lý do để chúng ta thấy rằng là bổ sung một cái sản phẩm chức năng dinh dưỡng như thế này, khi mà họ đã tổng hợp rất là nhiều các loại vitamin, lợi khuẩn, canxi, các loại dinh dưỡng thì có lẽ là nó sẽ cân bằng được những cái dinh dưỡng trong cơ thể của chúng ta hơn. Và thì cũng đã nhận được câu trả lời rồi. Tôi thích quá, tôi muốn hỏi thêm là giá của sản phẩm này nó là dao động cỡ bao nhiêu, để phân khúc nào thì người ta có thể sử dụng được? Thì theo tính toán của các chuyên gia, nếu mà mình so sánh với những cái chế độ giống như ăn sáng, bây giờ giả sử anh bữa sáng anh thường ăn gì buổi sáng nhỉ anh Duy nhỉ? Vâng, tôi ăn đủ thứ trên đời. Ví dụ như anh có ổ bánh mì thôi ổ bánh mì thì là chắc không đủ rồi. Cái này tôi nghĩ là cái này cần cho Thủy nè. Ổ bánh mì thì tính là khoảng 15.000, ví dụ chị uống thêm cà phê hay trà sữa gì không ạ? Có thêm một bịch sữa nhỏ. Có thêm một bịch sữa nhỏ, ví dụ như khoảng 5-10 ngàn chẳng hạn. Ví dụ bữa sáng của chị đang đạm bạc 25 ngàn 30 ngàn. Thì có vẻ là sẽ không đủ chất để cho chị hoạt động liên tục với cường độ cao đâu. Còn ví dụ anh Duy thì anh có ăn phở hay ăn bún hay gì không? Anh Duy chắc cao cấp hơn. Anh 15 ngàn. Tuy nhiên nếu như anh chị mà vào trong những cái quán cà phê đi, chúng ta một ly cà phê, trà sữa hay một ly nước nào đó thì nó cũng dao động từ khoảng 20 ngàn rồi. 20 đến có thể đến 50 ngàn nếu những cái quán mà nó đẹp đẹp một chút. Đó, vậy thì thực ra thì cái sản phẩm này các chuyên gia cũng tính toán là để có được những cái giá trị dinh dưỡng cao đó, kháng thể này, canxi này, lợi khuẩn tiêu hóa này, vitamin khoáng chất này, và đặc biệt nó còn có một cái công nghệ đặc biệt đấy cơ, với mức chi phí chỉ 43.000 đồng trên một khẩu phần trên một ngày. 43.000. Cái này là hộp này là nửa ký. Dạ vâng, hộp này là 450 gram và sẽ dùng được trong vòng 30 bữa 30 khẩu phần, tức là trong một tháng. Giá của nó là 1.296.000 đồng. Nhưng mà trong cái hộp này thì có rất là nhiều và người ta đã liệt kê nè, ví dụ năng lượng energy nè là có 273 nè, là một cái con số rất lớn rồi. Có rất nhiều những các chất mà người ta liệt kê ở trong này, vitamin A, vitamin B1, B2, B3, B5, B6, rất là nhiều, một dãy luôn. Thì có lẽ là đây là một cái sản phẩm mà cân bằng dinh dưỡng rất là quý giá. Có một điều mà chúng ta phải nên thay đổi suy nghĩ, đó là quý vị cứ nghĩ là buổi sáng là chúng ta nên ăn cái gì đó, ví dụ như cháo, hủ tiếu gì gì đó đại khái như vậy, mà họ có suy nghĩ có suy nghĩ là ăn như vậy á là nó nhiều hơn cả một ly mà chúng ta là sử dụng như thế này. Họ cứ nghĩ uống một ly thế này chắc là nó, bởi vì họ phải nhai được, họ phải cảm nhận được từng miếng thì họ cái này thành một cái thói quen. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thay đổi được cái thói quen đó? Thì về nguyên lý thôi, giống như khi chúng ta hiểu. Giống như chúng ta hiểu, chúng ta tin và chúng ta sẽ chọn. Cũng giống như buổi sáng ngày hôm nay khi bác xuất phát lên Bình Phước. Thì tranh thủ thôi, ở trên ô tô thì bác có sẵn một chai nước. Và với một khẩu phần sữa mình cho vào trong chai nước mà mình chỉ cần lắc lên trong vòng khoảng 15 đến 30 giây và mình sử dụng bữa sáng của mình. Đảm bảo rất nhanh và đã đảm bảo luôn rồi phải không anh? Và công ty Carefor Việt Nam thì không chỉ hôm nay không chỉ mang đến cho chúng ta cái sản phẩm sữa non thôi đâu quý vị, mà còn có cả sản phẩm trà diệp lục thảo mộc Green Boost nữa. Anh hãy chia sẻ đi cái giá trị về dinh dưỡng cung cấp cho người tiêu dùng ở trong một cái hộp nhỏ nhỏ này như là như thế nào ạ?
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Sáng chị Thủy vào nhìn thấy một cái hộp trà nhỏ, nó nhỏ nhỏ, bảo biết cái này dùng được bao nhiêu lâu, nó giá trị như thế nào. Thì cũng chính thức thì công ty Carefor Việt Nam thì cũng đã ra mắt cái sản phẩm trà thảo mộc diệp lục này từ tháng 7 của năm 2024. Thực ra thì cũng mới ra mắt trên thị trường đến nay được sang tháng thứ 3 thôi. Vâng. Tuy nhiên thì bởi vì bây giờ theo cái nguyên lý của thị trường, giống như cũng có rất là nhiều phân khúc khách hàng sử dụng cái sữa non này để bổ sung, nhưng có những người cũng có những cái thói quen khác. Và đặc biệt chia sẻ với hai anh chị, chứ cái giới trẻ thì bây giờ rất là thích cái sản phẩm đó là trà sữa. Vâng. À, trà và sữa. À, tuy nhiên công ty cũng đã ra chiến lược vừa trà vừa sữa. Tuy nhiên bây giờ là trà sữa của sức khỏe. Nhưng việc đầu tiên cái sản phẩm trà thảo mộc Green Put này thì nó có một số những cái giá trị cực kỳ đặc biệt. Thứ nhất là nó có chứa những cái thành tố liên quan đến trong trà. Nhưng mà trong trà thì xét về hóa học ấy nha, nó có một yếu tố là L-theanine. Đây là một cái chất rất là tốt trong cơ thể, còn chút nữa em sẽ chia sẻ chuyên sâu thêm. Nhưng lúc nãy anh có nói đến cái chuyên mục chè và trà đấy. Vâng. Thì thứ nhất nó có những cái thứ tinh túy nhất ở trong trà này. Yeah. Và cái phần số 2 là ở đây chống nó có oxy hóa. Đúng rồi. À, nó liên quan một cái đặc tính chống oxy hóa. Yeah. Thì chia sẻ với chị luôn, sở dĩ đặc tính chống oxy hóa thì thực ra nhiều sản phẩm nó có đặc tính chống oxy hóa, nhưng liên quan đến cái nguồn gốc nó ở đâu và căn nguyên nó như thế nào nó vẫn cực kỳ quan trọng. Yeah. Nên tất cả các sản phẩm của bên công ty thì đều được sản xuất, đóng gói và lấy nguyên liệu từ bên New Zealand. Và bên New Zealand, hôm nay em chia sẻ cho anh chị một bí mật luôn mà. New Zealand nổi tiếng về sữa. Nổi tiếng về những cái trang trại xanh. Trang trại bò, bò New Zealand, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vâng. Rồi cái này của chúng ta cũng là cũng phối hợp, mà kết hợp từ bên bên New Zealand luôn thưa anh. Trà. Dạ, tất cả các sản phẩm này được nguyên liệu ở bên New Zealand, vâng, nghiên cứu bên New Zealand, sản xuất bên New Zealand, đóng gói bên New Zealand và vâng, chỉ chuyển về Việt Nam để phân phối thôi. À, vâng. Dạ. Nên là tất cả đảm bảo cái quy trình, bởi vì bên công ty thì cũng đã sử dụng, đã có 3 nhà máy bên đó, đã có viện nghiên cứu dinh dưỡng sức khỏe liên kết với viện nghiên cứu dinh dưỡng sức khỏe con người ở New Zealand. Cách sử dụng cái này như thế nào anh, và nó tác dụng là sao anh, chia sẻ? À, dạ vâng, nghe sử dụng thì cũng rất đơn giản, giống như cái sản phẩm sữa này thôi. Chỉ cần đơn giản, chúng ta có thể lấy 1 hoặc 2 muỗng cà phê, chúng ta cho vào trong nước mà chúng ta pha và chúng ta nắc lên là chúng ta sử dụng được ngay. 1-2 muỗng cà phê, cái này được khoảng bao nhiêu muỗng? Cái này chắc được 20 muỗng. Không, cái này nếu mà cái muỗng cà phê của chúng ta là có thể tính ra được khoảng 60 muỗng đấy ạ. Vâng. Nghe tên thảo mộc là chúng ta cũng hình dung cái sự lành tính ở trong sản phẩm này rồi. Và như anh Bách chia sẻ thì trà xanh có cái nguồn cung cấp oxy hóa mạnh mẽ nè, rồi cũng rất là nhiều những cái giá trị dinh dưỡng khác nữa. Và đây cũng là một cái sản phẩm hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị để quý vị cân nhắc nha. Và thông tin đến quý vị một chút về những cái nhận định thị trường là theo Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam VAFF thì hơn 80% người Việt dùng thực phẩm chức năng nói chung vào năm 2021, và tỷ lệ người trên 18 tuổi sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dinh dưỡng tăng 58,5%. Tuy nhiên, người Việt cũng đang phải đối mặt với nhiều rào cản khi lựa chọn thực phẩm chức năng, trong đó đáng chú ý là những quan ngại về tính minh bạch của nguồn gốc sản phẩm cũng như những lợi ích thực sự khi nhận được từ sản phẩm thực phẩm chức năng. Thì thưa anh Bách, là một người làm việc chuyên môn lâu năm trong ngành thực phẩm, anh đã nhận thấy là khách hàng thường băn khoăn điều gì nhất khi mà lựa chọn cái sản phẩm thực phẩm chức năng ạ? Dạ vâng. Thì cơ bản ấy, thì thực ra thì nhu cầu chung của con người khi muốn mua hoặc là băn khoăn sản phẩm gì thì thực ra cái câu đầu tiên của mọi người đều phản ứng đầu tiên băn khoăn nhất đó là cái sản phẩm đó giá bao nhiêu. Tuy nhiên khi mà được giới thiệu và được hiểu với giống như cái nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nó đến từ đâu, nó có thành tố gì, ví dụ em chia sẻ với anh chị đó là tại sao lại là New Zealand, bởi vì New Zealand theo các chuyên gia nghiên cứu thì ở đất nước New Zealand ấy, nó có cái hàm lượng tia UVB thuộc diện cao nhất ở trên thế giới. Do người ta thấy là ở New Zealand nó có một cái lỗ thủng tự nhiên của tầng ozone, tức là giống như ánh nắng mặt trời nó chiếu trực tiếp xuống đến thảm thực vật ở New Zealand. Chính vì cái yếu tố bất lợi này nên New Zealand lại được mệnh danh là thiên đường sinh thái. Tức là tất cả những cái sản phẩm về nông nghiệp bên New Zealand ấy, giống như từ đồng cỏ, từ lúa mì hay là từ tất cả các loại trái cây hoa trái ở bên New Zealand, nó có cái tạo ra những cái năng lượng để chống lại cái tiêu UV cao, nên nó có khả năng đặc biệt đó là chống cái tác nhân gây oxy hóa lớn hơn so với ở những cái quốc gia hoặc là ở những cái vùng lãnh thổ khác. Thì đấy là cái điều đặc biệt nhất. Vậy nên thì Bách thấy là giống như cũng chị Thủy vừa hỏi mà, thì những cái băn khoăn nhất của khách hàng đầu tiên sẽ là về giá. Nhưng mà nguyên lý tất cả chúng ta thì giống như bên công ty cũng chiến lược, và bản thân Bách cũng vậy, đang đi xây dựng cho mình những cái hình ảnh nhân hiệu và làm sao đó giúp cho khách hàng có được những thông tin tốt, thông tin chính xác. Khi khách hàng hiểu thì người ta sẽ tin và người ta lựa chọn. Và cái phương pháp marketing cũng đang sử dụng phương pháp marketing mạng lưới, đó là marketing truyền miệng, nên hiệu quả của cái cách này nó cũng rất là ổn định. Như vậy là theo anh thấy là khách hàng chỉ băn khoăn một điều về giá thôi sao? Còn ngoài ra còn điều gì nữa không ạ?
nếu mà chia sẻ chính xác ra thì có thể nó sẽ chia ra thành rất là nhiều kiểu phân khúc khách hàng. Yeah. Mỗi phân khúc khách hàng thì người ta sẽ có những cái sự băn khoăn khác nhau. Vâng, Thúy hiểu là như vậy. Thì như anh đã là người làm việc chuyên môn lâu năm rồi thì anh thấy là hai cái sản phẩm của chúng ta nè, sữa non Color IG Gold và trà Diệp Lục Thảo Mộc, thì có xóa được những cái băn khoăn của người tiêu dùng không? À dạ vâng. Thì thứ nhất là liên quan đến về giá, nếu như khi mà chúng ta chia nhỏ giống như lúc nãy em làm phép tính bữa ăn sáng của chúng ta thì thực ra chúng ta sẽ thấy là nó rất là rẻ. Bởi vì Bách cũng có một số cái người bạn đang làm ở Bệnh viện Thống Nhất Hồ Chí Minh, bạn chia sẻ như thế này: anh Bách ơi, bây giờ vào trong đó những người mà bị giống như bị vẩy nến mà cần tiêm kháng thể là cứ 10 triệu một mũi, không có ý kiến gì cả, để bổ sung canxi bằng cách là tiêm loãng xương ấy, 7 triệu một mũi. Thì ví dụ như khi những cái người mà băn khoăn về giá chỉ cần so sánh hai cái phép đó, và Bách vẫn luôn bảo mọi người giống như khi chúng ta đang còn trẻ thì chúng ta thường là chúng ta bán sức khỏe để kiếm tiền. Yeah. Bắt đầu đến cái tầm tuổi trung niên ấy, chúng ta dùng tiền để chữa bệnh. Yeah. Nên người ta bảo là hãy đầu tư cho sức khỏe, đầu tư cho bản thân ấy, thay vì đầu tư một lần để cho chữa bệnh thì nó rất là tốn kém. Đầu tư cho sức khỏe không bao giờ là thừa cả. Và đúng chỉ là anh chia sẻ, tôi thấy thật sự là thú vị. Tôi sẽ sử dụng sản phẩm sữa non cùng với cái này là để nó là chống lão hóa. Vâng, và tôi cần lắm về chống lão hóa. Chúng tôi, cái công việc của chúng tôi là như vậy. Đúng là như thời lượng chương trình cũng đang đi về phút cuối, thưa anh, như vậy thì tôi nghĩ là đây là cái giờ mà anh phải nên gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã tin tưởng ủng hộ những cái sản phẩm của mình trong suốt thời gian vừa qua, thưa anh ạ. Dạ vâng, thì cũng một lần nữa giống như hôm nay thì cũng cảm ơn Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, cảm ơn hai MC đã kết nối. Và đặc biệt ấy thì tất cả chúng ta cũng vậy, chúng ta sống với nhau trong cái tình yêu thương và lòng biết ơn, thì đây nó là những cái giá trị lớn nhất. Và cũng rất là cảm ơn quý khán giả, và đặc biệt là những cái khách hàng đã tin tưởng sử dụng sản phẩm Colot Azigon, cũng giống như những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động của công ty Care4 Việt Nam. Và hy vọng khi quý anh chị chúng ta sử dụng có giá trị, thì thực ra thì một trong những cái quan trọng nhất của con người chúng ta đó là chúng ta hãy chia sẻ những thứ gì mà chúng ta thấy có giá trị cho người khác. Đây chính là cái cách để đi giúp đỡ người khác và giúp đỡ cộng đồng, cũng giống như chúng ta cùng xây dựng cái sự phát triển kinh doanh nó bền vững, và giống như chúng ta nâng cao sức khỏe cho mỗi người dân Việt Nam. Vâng, nâng cao sức khỏe chính là những cái giá trị mà chúng tôi đang hướng đến, và hy vọng rằng là những cái sản phẩm hôm nay cũng sẽ đóng góp vào cái danh sách để quý vị cân nhắc nha. Và lựa chọn, quý vị có thể gọi điện thoại về số hotline đó là 0858823986 để có thể nhận được những cái tư vấn kỹ càng hơn cho sản phẩm của mình. Và cũng đã sắp đến ngày khai mạc giải Bình Phước Marathon lần thứ 2 năm 2024 rồi. Tôi nghĩ là mỗi các vận động viên, mỗi nhà chúng ta cũng nên hãy cho ngay vào trong nhà của chúng ta một sản phẩm như thế này để bồi dưỡng sức khỏe, để có một sức khỏe tốt hơn. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại chuyên thị trường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.